nay một buổi tập dượt của mấy anh em, mình lại tranh thủ ghi hình lại để chia sẻ với tất cả mọi người và các anh em đang có mặt tại đây. Cách chuẩn bị màu cũng như pha các màu có sẵn để chúng ta tập vẽ hoặc là thực hành vẽ trần mây. Các bạn quan sát ở dưới này có tất cả các loại màu, từ màu xanh đến ba màu gốc đấy, xanh, đỏ và màu vàng. Và từ ba màu gốc này đã có sự hòa sắc phối hợp với nhau rồi. Vì sao mà mình phải chuẩn bị sẵn như này? Là bây giờ ở cái thời kỳ mà chúng ta chạy đua theo công việc ấy, thì chúng ta chắc chắn là phải nghiên cứu làm nào để cho nó nhanh nhất và khoa học nhất, thiết thực nhất để chúng ta áp dụng, chúng ta vẽ cho nó hiệu quả. Thì ở mình lấy một cái ví dụ, một cái cây, chúng ta sẽ có cây màu lá xanh là chủ yếu, thì sẽ có ba cái sắc độ chính là mình đã pha sẵn rồi. Sắc độ ba sắc độ chính này, xanh đậm ngả sang xanh lá đậm đấy, đậm nhất này, đậm vừa này, đậm trung gian và màu xanh non, tức là chuyển độ từ đậm đến sáng dần. Và màu vàng cũng vậy, vàng ở đây có màu đỏ này, sang đến cam này, đến vàng này, và hồng. Bây giờ mình sẽ đổ ra đây để mình thử màu lên cái tờ giấy trắng để chúng ta cùng cảm nhận. Đây là một xanh dương đậm này. Xanh dương đậm này, chúng ta có thể áp dụng vào những chỗ phần tối của cái tán cây, lá cây. Tiếp theo là màu xanh lá nó ngả sang màu xanh lục rồi đấy, xanh lục đậm này. Tiếp theo là chúng ta chuyển độ sáng dần lên bằng cách là chúng ta tăng màu vàng lên. Đây, tăng màu vàng lên. Đấy, tiếp theo chúng ta tăng vàng lên thêm một độ nữa. Đấy, chúng ta sẽ chuyển độ như này. Đấy. Ngày xưa mình trong trường học ấy, cái để mà chuẩn bị cho một cái buổi làm việc thì cái khâu chuẩn bị nó cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Và chúng ta chuẩn bị được kỹ lưỡng thì nó đạt được 50% khối lượng công việc các bạn ạ. Cho nên là cái thời gian ở nhà rảnh rỗi chúng ta cứ sắp xếp, chúng ta pha màu, phối màu sẵn như này đi. Khi đến công trình chúng ta chỉ có việc diễn thôi. Đấy. Chúng ta pha màu sẵn từ đậm xuống đến sáng dần như này. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ có màu đỏ. Bạn Quang quay sát vào đây để cho các bạn cảm nhận được màu sắc nó chuẩn. Đấy, đây các bạn nhìn đây. Tiếp theo mình sẽ chuyển độ cái màu đỏ lên ở cái gam. Chuyển độ lên vàng này. Đấy. Sau đó đến vàng. Đấy, các bạn nhìn thấy đỏ này, cam, vàng. Tức là trong màu gốc là đây là màu đỏ là màu gốc này, còn màu vàng đây là màu gốc này. Thì là tỷ lệ 1:1 với nhau thì ra màu thứ ba đây. Cứ hai màu đứng cạnh nhau thì ra màu thứ ba các bạn. Đấy, màu vàng đứng cạnh màu đỏ thì ra cái màu thứ ba đây. Còn màu vàng này đứng cạnh màu xanh đây thì ra cái màu thứ ba là màu chính là màu xanh lá đậm đây các bạn nhé. Đấy. Đây là màu xanh dương gốc này. Cộng với màu vàng ra màu thứ ba là màu này. Khi chúng ta chuyển độ sáng lên, chúng ta cứ tăng vàng lên theo các cái cấp độ là nó sẽ sáng lên. Kể cả màu đỏ cũng vậy, cứ tăng các cấp độ lên. Nó giống tương tự như vậy, cứ tăng vàng dần. Màu nào cũng thế, chúng ta cứ tăng vàng hoặc tăng trắng lên là nó sẽ theo cấp độ nó lên dần. Còn đây là màu hồng. Màu hồng này chúng ta cũng nên pha sẵn. Vì sao chúng ta cần phải pha sẵn là cái thời gian đứng thực tế công trình ta cần ngắn rút gọn nhất có thể. Chúng ta không mất cái thao tác là đi lấy nước để pha màu nữa. Chúng ta có sẵn rồi, chỉ việc đổ ra và làm thôi. Và ở đây còn có một cái màu đen. Màu đen này là mình phải có màu gốc này. Xong ở đây là màu nâu đậm. Màu nâu đậm này để chúng ta làm thân cây.
Đấy, khi mà vào thực tế vẽ người ta không cần phải pha trộn màu đỏ với màu đen với màu xanh với màu vàng để ra màu nâu nữa, chúng ta pha sẵn ở nhà rồi, có màu nâu đây rồi. Đấy, nào các bạn, tốt nhất là các bạn ghi chữ đây là màu thân cây và cái vỏ của cái hộp màu này, này. Đấy. Đây còn cái màu nữa là màu hồng này. Đây. Màu hồng cánh sen, màu hồng đậm. Thì là trong cái trường hợp vẽ khách yêu cầu vẽ một cây gì có hoa đấy thì chúng ta áp dụng những cái màu này để tạo hoa. Và màu trắng, động đến màu nào chúng ta có màu đấy luôn. Đấy các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 màu. Đấy. Chúng ta chỉ cần pha đầy đủ có 12 màu. Đấy. Quang quay vào đây thì các bạn nhìn thấy là nhận dạng cái màu. Đấy, còn ở cái lọ này thực ra mình pha chế lung tung cho nên là nhìn vỏ nó chúng ta không nhận ra được màu. Nhìn trên cái bảng thử màu này các bạn nhớ đấy là có bằng này màu cơ bản. Để chúng ta triển khai chúng ta vẽ đầy đủ các loại cây. Hòa sắc phối gì ngược đi ngược lại với nhau ra. Còn bây giờ mình sẽ thực hành luôn cái màu nâu này, là các bạn cứ mở ra để làm vẽ thân cây này. Khi mà đi vẽ mà có người phụ, các bạn chỉ cần bảo là đưa cái màu, đưa cho mình xin cái lọ màu thân cây thì là bạn ấy sẽ biết là đâu là lọ thân cây, nó màu xanh đậm và xanh non. Bởi vì các bạn tốt nhất là nên ghi chú vào cái vỏ hộp màu này. Đấy. Chúng ta làm như này, chúng ta trường hợp mà đi mà không có cái nắp sơn để pha màu, chúng ta dùng luôn lọ này để đựng để vẽ luôn. Ví dụ bây giờ mình sẽ pha một cái cây xanh, thực hành luôn để chúng ta cùng hình dung. Làm theo cái phương pháp này là mình sẽ tập dượt theo bài tủ các bạn ạ. Giống như biểu diễn một tiết mục văn nghệ là chúng ta sẽ tập đi tập lại một cái bài tủ để chúng ta biểu diễn. Tập nhuần nhuyễn ở nhà rồi khi đến nhà khách là mình cứ thế mình triển khai rồi, bởi vì thuộc bài rồi mà. Quan trọng nhất là phải thuộc bài. Đây. Mình ở trong các cái video chia sẻ trước là mình hay đọc các cái tên màu ở trong cái thân cây này. Ở trong đây có màu đen này, màu đỏ, màu xanh lá, màu đen, đỏ, vàng, ở đầy đủ các màu gốc luôn đấy. Màu đen này, đỏ, vàng, màu xanh. Đấy. Đầy đủ các màu luôn. Nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ là nó có màu nào nó là chủ đạo thôi. Đấy. Em mượn cái bút tỉa với nhà ấy nhỉ. Cho em mượn bút tỉa. Mình hay dùng cái bút thư pháp đây các bạn. Cái bút thư pháp này. Để làm thân cây nó mềm, chúng ta điêu luyện cái đường nét nó mềm mại hơn. Nó gãy góc nhiều hơn. Thường thì trên một cái cành mình sẽ có 3 cành chính. Cành chính giữa cao đẹp nhất và nó hướng lên trên, và một cành bên trái và cành bên phải. Đây tùy sở thích của từng người thôi. Đấy. Cành mọc ra bên trái nhưng mà lại quay sang bên phải để hướng. Thế mới nghệ thuật các bạn ạ. Cành bên phải thì lại vươn sang bên trái để tạo nên độ khó cho cái cành của chúng ta. Và những cái cành phụ nó cứ đan xen quanh cái cành chính là được. Các bạn lưu ý là tường thô chúng ta pha loãng hơn chút, còn tường mà nhẵn thì chúng ta pha đặc đặc một chút. Nó tùy theo cái bề mặt tiếp xúc.
để tả một cái thân hình cây lá xanh, cành lá xanh thì chúng ta tỉa cành cũng vừa phải thôi, không cần phải tỉa nhiều quá. Sau khi cái bước mà chúng ta lên đập lá thì chúng ta sẽ phụ đạo thêm ít cành cũng được. Trong quá trình mà chúng ta tỉa cành, tỉa dáng cành, chúng ta phải để ý đến cái không gian. Cành ở bên phía bên đằng hướng về bên mình, cành hướng về bên ngược lại, hướng lên rồi hướng xuống, bên trái rồi bên phải, đầy đủ để cho nó tạo nên cái hiệu ứng không gian. Các bạn xung quanh có cái câu hỏi gì hoặc thắc mắc gì hỏi luôn nhé. Không đến lúc là xong rồi hỏi lại là mình không nhớ đâu mà giải trình. Vi phát biểu ý kiến đi nhé. Em đang tập trung. Đấy, tức là cái cành nó sẽ như một cái bàn tay chúng ta hướng ngược lên, nó không phải là nó một cái đường thẳng mà nó sẽ có cành về bên mình, cành về bên kia, cành bên phải và bên trái, bên trên và bên dưới. Làm sao mà nó cành nó tỏa ra được đủ các hướng thì là cái cành của chúng ta sẽ có giá trị và nó mang cái hiệu ứng không gian. Đấy, thì là bước đầu tiên chúng ta đi tỉa thân. Tiếp theo mình sẽ xử lý cái màu sắc này để đi ra bên chú đi con. Các bạn quan sát thấy mình đổ thứ tự màu nó theo thứ tự từ đậm rồi đến trung gian đến sáng. Thì cái bước đầu tiên chúng ta cũng đi chấm màu đậm này. Đặc điểm của cái màu xanh dương cộng màu đậm này là nó tạo thêm cái mảng tối. Tối nhưng mà là không phải là tối đen, tối nhưng vẫn thấy ánh xanh. Đấy. Khi chúng ta chấm thì chúng ta chấm vừa chia tán luôn. Những cái nhát chấm nhỏ nhỏ như này thì là một cái ngọn nhỏ, và nhiều những cái ngọn nhỏ này kết hợp lại thành một cái ngọn lớn. Và ở những cái để ý những cái trung tâm của cái tán lá mình cho nó liền với nhau luôn, để cho nó còn khi mà tỏa ra ngoài ta cho nó thưa ra để tạo thành sự thoáng của cái cành lá. Đấy, có những cái tán lá nó che ngang thân để cho nó thể hiện được là nó đang ở phía bên mình. Các bạn lưu ý là cái màu mình hay chấm là cái màu xanh dương nó bên dưới, còn cái màu đấy cứ thứ tự thôi, cứ màu đậm hơn ở bên dưới cái chổi này, cái đầu lông chổi cọ vẽ này này các bạn. Chấm này bên dưới này mình xúc ngược lên tí, hất ngược lên tí. Đấy. Những cái trung tâm này chúng ta cứ mạnh dạn chổ cho nó tối đi, thành mảng tối luôn đi. Để làm nền cho những cái ngọn sáng tí nữa chúng ta sẽ chấm nó. Đồng ơi, em rửa cho anh một cái này, vẩy khô, ra vẩy nước.
đặt xuống. Trong một cái ngọn cây nó có 3 sắc độ chính, từ đậm, trung gian và sáng. Thì là cái sắc độ thứ nhất chúng ta chấm ở cái mức độ này là thấy cảm giác như còn hơi thiếu thiếu. Thì là vừa. Vì sao mà là vừa? Bởi vì đằng sau nó còn 2-3 lần chấm nữa. Nếu chúng ta lần đầu tiên ta đã chấm cảm giác thấy đủ rồi thì là thành thừa. Em cầm đây. Tiếp theo chúng ta lại đến cái mảng đậm này. Chúng ta chấm vào giữa phần sáng của này, cái phần tối ở bên dưới, còn phần sáng ở bên trên. Đấy, phần tối ở bên dưới, phần sáng ở bên trên. Chúng ta tiếp tục, chúng ta không chấm đè hẳn lên, chúng ta dịch lên bên trên một tí các bạn. Chúng ta chừa những khoảng tối lại để cho nó có cái không gian trong cái tán lá. Chúng ta không được lấp hết cái khoảng tối. Cái này chấm lúc được 2 màu luôn thầy. Vâng, em chấm phần đậm ở bên dưới này, phần sáng bên trên này. Đấy. Để cho nó có sự giao thoa màu ấy nhỉ. Khi có sự giao thoa màu nó đỡ bị giật cấp đột ngột quá. Giữa đậm nhạt là nó nhìn là nó êm. Dịu mắt. Mỗi một lần chấm này chúng ta đều nghĩ nó là một cái ngọn nhỏ, và nhiều cái ngọn nhỏ kết hợp lại tạo thành một cái ngọn lớn. Và chúng ta đừng chấm lì vào nhau, đừng cho nó lì vào nhau. Và cố gắng làm sao để tách được các cái nét chấm mà vẫn nhìn được các cái ngọn nhỏ. Trường hợp mà đẩy sâu chúng ta còn có thể tỉa cành vào những khoảng trống trong những cái khoảng trống của cái tán lá này. Đấy, khi chúng ta đẩy sâu tả kỹ. Còn ở mức tương đối như này là ở trên trần, là chúng ta ở dưới ở khoảng cách khoảng 3 mét nhìn lên trần là chúng ta nhìn thấy là cũng rất là thuận mắt rồi. Đấy, nhớ là bên ánh sáng ở trên xuống thì cái phần tối nó phải bên dưới. Nếu chúng ta chấm sáng này xuống bên dưới này là không được. Nó sẽ bị phá vỡ cái quy luật. Quang nào mỏi tay thì chuyển cho nhà quay phim khác nhé. Chuyên nghiệp rồi. Khả năng là chuyên nghiệp đó. Là Đồng cũng chuyên nghiệp quay phim chứ nhỉ? Dạ, em ít xài. Ít xài à? Dạ. Em có hay quay kênh, làm kênh YouTube không? Dạ, không, em không rành về công nghệ. À thế à? Dạ. Mình chưa dành thời gian cho nó. Dạ đúng rồi, chưa. Đấy. Còn tí trên này nữa. Đấy, mới có lần chấm thứ hai đã thấy nó nhiều lá lắm rồi. Nếu như cái lần đầu mà chúng ta cứ chấm cho nó đủ, cho nó ưng mắt đi là thành ra là nó thành chật trội. Nhìn nó rối tung rối mù. Và nó sẽ mất thời gian của mình. Và nó không mang lại cái hiệu quả thẩm mỹ. Đấy, tiếp theo mình lại chấm tiếp cái phần màu sáng hơn, mình lại ở lên trên
và một đậm ở bên dưới tiếp, chúng ta lại đẩy tiếp sắc độ lên. Và cái lần này ấy, thì chúng ta không phải là cứ ngọn nào chúng ta cũng đẩy lên như lúc nãy, bởi vì cái sắc độ sáng lúc nãy là cái sắc độ trung gian rồi, cái sắc độ trung gian nhất của cái cây rồi. Cái phần sáng này chúng ta chỉ điểm nhấn, gọi là nháy vào những chỗ nào chúng nào cảm thấy cần sáng, ví dụ như những cái ngọn trung gian, cái ngọn này mà nó gần mình này, gần mình thì là mình ưu tiên nó trước. Và theo cái quy luật không gian xa gần thì là cái cành này nó phía bên mình thì nó gần hơn, gần to và rõ, xa nhỏ và mờ. Đấy, áp dụng theo quy luật đấy là mình ưu tiên nó trước. Chúng ta đặt nhẹ tay rồi, cảm giác nó chạm được đến bề mặt và nó giữ ở lại được cái màu là được. Tư thế tay cầm, khi chúng ta cầm ở phía trên cao chúng ta cầm như kiểu viết viết chữ, cầm bút, nhưng mà khi ở dưới tầm tay là chúng ta không thể cầm như này được nữa, bắt buộc chúng ta phải thay đổi kiểu cầm, cầm để chúng ta đặt cho nó nhẹ lỏng cái cổ tay. Khi cái tư thế cầm nó cứng là nó sẽ tạo ra nét cứng và nó không được mềm mại. Đấy, mình ưu tiên cái cành này thì tự nhiên là mình thấy là nó đang về phía bên mình rồi, nó sáng hơn rồi thì là nó đập vào mắt nhiều hơn, tạo thành hiệu ứng. Tiếp theo thì mình phải cho cái này sáng nhiều nhất là số 1, còn cành số 2 mình sẽ cho nó vào đoạn này. Đấy, vì sao chúng ta cần phải để cái tối đằng sau này, để nó tôn cái sáng này lên này. Nếu chúng ta lúc nãy mà cái trung gian này mình lấp hết cái tối này thì là nó thiếu đậm thì sẽ không có sự chuyển độ mạnh mẽ, nó tạo nên cái xa, cái gần và cái trong, cái ngoài. Đấy. Nhìn tinh, mình mỗi một lát chấm đều để lại một khoảng trống. Đấy, cái đấy là cái điều quan trọng nhất. Mỗi một lát chấm này tạo ra một cái ngọn nhỏ và cái khoảng trống giữa ngọn nhỏ với nhau. Thì tương đương vậy, chúng ta nhìn rộng hơn một chút là cái cả một cái này là một cái ngọn lớn. Và cả cái này ngọn này lớn ở bên dưới và có khoảng trống ở đây. Đấy, tức là cái tán to thì đều có khoảng cách của tán to và cái ngọn nhỏ đều có khoảng cách của ngọn nhỏ. Khi chúng ta nhìn đến xa chúng ta cứ tưởng nó là một cái ngọn, khi đến gần chúng ta nhìn thấy nhiều ngọn nhỏ với nhau đó thì không, nó không bị lì, là lúc đấy là chúng ta chấm đang đúng cách. Đạo vậy. Xong tiếp theo mình cũng chia ra, cứ một cái cành chính này mình cho một khóm. Đây có một cành chính thì mình sẽ nghiên cứu cho đoạn này một tí. Đây, tí. Cứ mỗi một cành chính thì mình cho nó một ít cái phần điểm nhấn này. Không nên chấm hẳn lên trên các bạn, bởi vì cái phần trên đó là nó có thể là nó ở bên kia của cái cây này, cho nên là đừng nhấn vào là thành ra là anh nào cũng muốn đứng ra trước, không anh nào chịu đứng đằng sau, thế là nó bị phản cái quy luật xa gần. Phải có anh chịu đứng sau đứng trước thì nó mới có quy luật không gian. Sẽ không chấm sáng hẳn lên ngọn nữa. Nó tùy theo cái không gian và cái mục đích của cái ánh sáng mà mình muốn đặt. Ở đây là mình muốn thể hiện là cái cây này là nó đang nằm ở trên trần và những cái gì ở gần mình cho nó sáng hơn. Còn đây, ở đây nó không giống như trong bức tranh. Nó có thể giống một chi tiết nào đây thôi, còn không thể giống hẳn trong bức tranh, bởi bức tranh là ánh sáng nó khác. Còn ở trên trần là đa số nó ngược sáng. Chào anh Vy nhá. Sâu lâu chưa? À. Anh cho em xin cái bút xẻ quạt. Cái chổi xẻ quạt. Rồi.
Tài khoản về. À, chúng ta đã đi xong phần lá rồi, còn phần thân cây. Thân cây nãy ta mới có phát thôi, chưa có đậm nhạt. Thì chúng ta sẽ dùng màu hồng này. Màu đấy màu pha sẵn, nếu chưa có màu hồng các bạn dùng màu đỏ hoặc màu trắng màu vàng. Đấy. Cho nên là cái ưu điểm của cái sự pha màu sẵn là nó rất là nhanh gọn. Đấy, ta lợi thêm tí. Thiếu đỏ rồi. Đỏ cộng với xanh non để cho nó ra cái màu sáng sáng. Đang chấm dọc so le nhau theo thân cây. Đây là một trong nhiều cách tả nhé các bạn, không phải là duy nhất một cách tả này đâu. Đây là một trong nhiều cách tả. Thì đây nó là cái cách thứ nhất. Còn rất nhiều cách tả khác thì đến buổi sau mình lại tả. Hôm sau mình sẽ chia sẻ các bạn cách tả đậm nhạt bằng bay rất là nhanh và đẹp. Đấy, nhìn qua đã thấy là có cái độ sáng của cây rồi. Và tiếp theo mình đương nhiên là để như này cũng được rồi, nhưng mà để kỹ hơn tí mình có thể phụ đạo thêm một chút cành phụ, chúng ta chỉ phụ đạo thêm một chút cái cành phụ cho nó, để cho cái cành của chúng ta nó chi tiết hơn và nó công phu hơn. À, chúng ta tận dụng những khoảng trống này để chúng ta đưa ra vào. Cứ nền sáng thì chúng ta cho cành màu tối rồi, mà nền tối chúng ta cho cành màu sáng. Đấy, như khoảng tối này các bạn đi cành tối là không thấy gì, nhưng mà chúng ta cho sáng vào là thấy ngay. Những phần này là phần ngược sáng, nền nó sáng thì cái họa tiết này phải tối, cành phải tối. Ở gần thì còn nhìn thấy, ở xa không nhìn thấy. Tối nên đi lên đỉnh. Nên mày lên đỉnh. Sống về à, về à, về à. Mai đi làm ở đâu đằng cũng chưa hỏi chỗ cơ, nhưng mà đâu đằng phố Gia, đâu đấy. Trần mây đấy. Thế ấy à, Vi mai anh đi chơi đấy à Vi? Sống đi trong biển này. À thế à? À, được rồi, có khi đâu. À nhưng mà mai có xe đâu, để xe cho đội đi làm đi chơi. Hôm sau là mấy anh em sẽ đi xem một số tác phẩm. Mai đi chơi. Mai em đi nhá. Mai em chịu khó đi xe máy nhá. Còn ô tô là để cho đội kia đi chơi. Ưu tiên nó chơi đầu năm. Đấy, sơ sơ vậy thôi nhỉ. Quay tổng thể nhìn rõ. Tổng quát đấy. Vuông tay chính là được. Đấy. Cái hình chúng ta vẽ một cách đơn giản là như thế này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá. Xin chào mọi người.